sau khi nhận cuộc gọi của anh bảo vệ báo sắp đến nhà chị Xuyến để được gặp chị, thì ngay lập tức chị trang điểm thật đẹp và mặc đồ rất xinh để đón anh bảo vệ đó. Và có lẽ hiểu được tấm lòng của anh bảo vệ thì bầu trời cũng đã đổ cơn mưa. Điểm để đón anh đại gia từ Sài Gòn xuống nghe. Chào em. Hôm qua anh điện anh nói gì chị Xuyến? Cái anh bảo vệ á, anh bảo vệ qua bữa nói đó. Anh nói anh ở trên thành phố mà hỏi anh có biết ở dưới miền Tây không? Anh nói anh không có biết. À. Tại vì anh ở trên thành phố đó giờ. Bữa nay anh xuống đó phải không? À, anh nói anh xuống thì đó. Anh xuống rồi chị trang điểm chuẩn bị đi ha. Dạ. Mấy giờ anh tới? Chắc còn nửa tiếng nữa đó. Nửa tiếng anh tới á. Lẹ lẹ đi, trang điểm lẹ lẹ đi. Dạ. Chúng này là chị Xuyến trúng mánh rồi. Mà lỡ chứ ông xuống ông gặp cái gia cảnh mình gì ông có chịu không ta? Có gì đâu em ơi, các bạn mà chứ đâu phải gì chưa cứng mà. Chưa cứng ha. Chừng nào cứng mới quan trọng mà chưa. Nhưng anh em cứ nói chuyện bình thường đâu có gì đâu. Trời để cái này ảnh xuống rồi ảnh nhìn ảnh khoái liền chứ vậy. Dạ. Được, mình lên nhưng mà mình cái này rồi mình phải lên đồ nữa nghe chị, họ phải lên đồ nữa nghe. Đồ cái gì nhóc mà. Này mạnh quấy mới được á. Đầm hay quấy gì đó. Đẹp không ha? Đẹp không ha? Đó có đi học gì không? Thấy chị trang điểm đẹp quá chị Xuyến. Có em kể em học chỉ vàng đó. Chị có đi học nên là mới biết ha. Công nhận mỗi lần mà chị trang điểm thấy tay chân điêu luyện ra xuất sắc luôn ha. Rồi đó chị học nửa đoạn đường chứ phải mà dễ là chị ra tiệm mà đồ cưới á. Làm trang điểm cô dâu. Chị Xuyến ra tiệm áo cưới được đó. Áo cưới rồi làm chị mà chị Xuyến đứng để cho mấy người đó bận áo cưới vô. Chị học qua nữa. Em đâu đâu, đó là do là chị là làm phải phụ bởi vì mình mới học mà. Thì thầy tránh đã làm, mình phải phụ, mình làm phim vô vậy đó. Học cái đó tới mấy năm mới ra. Mấy năm mới ra nghề luôn hết à? Đâu. Học, chị học dở trong đó đâu, gần cả năm mới, chị mới làm có nửa đoạn đường. Chưa có gần hết. Làm kỹ kỹ nha, ảnh ở Sài Gòn xuống đó nha. Dạ. Mình làm cho nó đẹp. Mình nói gì chứ dân Sài Gòn xuống gặp thương quê mình cho chừng không chịu á. Thôi xong chịu rồi. Chịu không? Rồi chị trang điểm đẹp người ta khoái lại gì chứ. Dạ. Cô gái quê mà. Chị Xuyến là gái quê đó. Ta thì thành thấy gì người đẹp. Gái quê đó. Thôi. Ăn được không? Ăn bỏ hộp đừng nuốt hộp nha. Chút xíu chị Xí sẽ múc bàn cái món đó. Được à? Quyền đừng uống nước đá, quyền đang cứ uống nước đá rồi. Nó mà ho nó thôi á, cho nước đá. Chị mà giờ mà chị lấy chồng chị còn có con không hả? Còn đẻ được hả? Thà Phật ơi, đụng vô đẻ họ có tiền nuôi con không á. Nó quan trọng. Chị Xuyến với nó đụng mà đẻ, đụng đẻ đó. Nhỏ nhỏ Quyền ơi. Nhỏ con. Vì chị không có nói tuổi của chị. Đưa bánh cho em ăn đi. Nhưng mà chị không nói tuổi thì đón khoảng chừng 30 vậy. Có nhiều người ta đón chị nằm 3 đó. Nằm 3. Có người 30. Có nhiều người ta đón chị 60. Vậy hả? Nghe vậy buồn không chị sếp? Không. Không nha. Dữ vậy anh. Nói chơi mà với bằng cái trẻ già mình ai rồi cũng phải với cái trẻ rồi ai cũng phải có cái già thôi. Đúng rồi, ai rồi cũng phải có già, ai rồi cũng trẻ ha. Nó thấy có nét rồi đó, giống cô gái quê rồi đó. Dạ. Mốt làm thêm cái đây nữa nè. Nhìn nè. Dạ. Còn cái trên nữa. Dạ. Hãy
Cái này là biểu tượng chấm miếng giữa là sao vậy Xuyến? À. Giống như mình cho ta biết mình là phụ nữ đã có chồng con đúng không? Thì à. Sao? Thấy người Ấn Độ người ta... Mình là con của Phật Bà Quang Âm. À, mình là con của Quang Âm ha. Chứ còn mấy người bên Ấn Độ là người ta chấm miếng giữa là người ta đã nói người ta có gia đình chứ rồi đó. Chừng nào mà con thấy mà Ấn Độ mà có chồng là em biết làm sao không? Không phải đâu. Thường thường con thấy mà có chồng rồi đi ra đường ngang là con thấy bịch hết trơn vậy đó. Ngộ lắm. Mà chơi chồng thì ấy, mà có chồng rồi tao bịch kính lại vậy đó. Lặng cho tao phân biệt là có chồng hay chưa đó. Rồi cái này trang điểm theo phong cách độc lạ ha. Như vô quyền trang điểm không? Trang điểm gặp ba mới nó vậy nó giống chị á, con chị mà nó không giống ha. Nó giống da. Cha nó mạnh hơn má mẹ. Xong chưa? Vậy là gọi đó phải không? Má không nữa. Đó, giờ lựa một cái đầm nào đi. Lựa một cái đầm nào coi thử coi cho ảnh coi cho ảnh coi người sao ha. Trời, trời ngọng xuống, không may là em ơi. Con má hồng, nó xuất sắc. Em làm gì mà mặt em đâu được hết trơn. Ừ. Đây nha, để cho ảnh coi nha. Đó, chị Xuyến lựa đồ cho đẹp nè, chuẩn bị xíu lên đồ nha. Đầm này là của khán giả cho không đó nha. Rất là đẹp luôn á. Coi bộ nào thấy ảnh ưng đó, thì ảnh thích màu gì đó. Vậy ha. Được không? Nào cũng được, quan trọng là chị kìa, ảnh thích là được rồi. Cái đó là cái cổ nó hơi bự quá không chị Xuyến. Cái cổ nó hơi hồng á. Không hồng sao, tại vì ảnh là ảnh thích gái quê là phải kín đáo. Kín đáo mà. Kín đáo gái quê. Kín đáo đừng hồng nha. Đúng rồi. Con gái miền Tây là phải kín đáo. Này đó. Rồi đó đi. Rồi. Có đồng người đẹp ra nè. Wow. Ôi, quá xuất sắc luôn. Này quá đẹp. Rồi xây vòng đó. Cái gì có được không nha. Trời ơi. Cô gái miền quê rất là xuất sắc nha. Đó. Chú này chạc á. Rộng rồi coi. Đó, rộng rồi. Ừ, đó. Quá đẹp. Đó, đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Cô gái miền quê. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng. Dầm mưa dài nắng, mẹ biết yêu chân đẹp ngay ngắm. Anh có bàn tay dẹp tình yêu này để đời sum vầy đâu khó chi là ngỡ bao ngày. Được không em? Được. Rồi chị này là ảnh xuống ảnh chịu rồi sao chị Thiến? Chịu từ từ coi có làm sao. Chịu làm sao vậy, nhà cửa sửa được không? Sửa sàn nhà năng nạn đồ lên được không? Mới được ha. Dạ. Bàn cái đó liền ha. Dạ. Anh đến với em là phải năng cái nạn nhà em xong rồi mới mới chịu không? Để nuôi con hàng tháng thôi. Cung cấp em tháng nhiêu để nuôi con. Ăn học nữa chợ. Mình đưa ra giao kẹo cho ha. Dạ. Điều kiện đồ. Giao kẹo chứ. Không giao kẹo đâu được. Ngày xuống chợ ông chạy luôn quá giao kẹo. Hàng tháng anh gửi cho em nhiêu. Rồi sàn nhà em yếu rồi anh sửa sàn nhà năng nạn lên. Cúng nền. Gửi em tháng nhiêu là em nội trợ nuôi con. Để cho con học nữa. Dạ. Theo như chị là phải bao nhiêu mới vừa chị? Xíu. Hả? Theo như là... Thì bèo, ví dụ tính cho ngày 200 bèo nhất đi, tháng 6 triệu. Bèo nhất đó. Bèo là tháng phải chu cấp cho chị 6 triệu. Thì ngày 200 đi. Ngày 200. Ăn uống chả lo cho chị Xuyến là con cái là chu cấp ngày là 200. Còn trước mắt là muốn đến thì chị Xuyến là phải lo cái nền đôn nền 100 triệu. Dạ. Đó thì phải bây giờ cuốn nền, bây giờ mình nhà sàn, cuốn hết đồ á. Cuốn
thành lên. Rồi tính ở gãi hay là làm dâu? Ở gãi đi, vì mình có con rồi, ở gãi luôn ha. Dạ. Ở gãi đi thì thí dụ ảnh đi làm gì anh làm nè, ảnh đem tiền về em nuôi vợ con rồi này. Chút xíu ảnh đến đó rồi có gì mình nói chuyện nhiều hơn. Dạ. Rồi bây giờ thôi mình tranh thủ để chuẩn bị ảnh xuống rồi đó. Rồi chào ảnh giả đi. Chào. Rồi.